Ok, thì đây sẽ là bài 39 trong chuỗi series 50 bài tập cơ bản của mình ha. Rồi thì cái thằng đây như tất cả các bài còn lại về cái hình chiếu này là xong. Đây là cái kích thước liên quan đến X-Chute hết. Ok ha, vì mình tập trung về cái khối này, dựng lên dựng lên dựng lên. Rồi fillet chamfer gì đó từ từ tính sau. Đúng không? À, ở đây mình đã có một cái hình chữ nhật dựng lên, nhưng mà bản chất cái này không phải là cái hình chữ nhật dựng đứng lên mà nó là một cái hình tam giác vắt xéo như vậy, chiếu từ trên chiếu xuống thì nó ra hình chữ nhật thôi ha. Thì có nghĩa vẫn dựng lý, vẫn dựng, nếu mà được thì vẫn dựng luôn đi, rồi lát nữa mình cắt sau. À còn không thì sao, lát nữa mình vẽ cái hình tam giác thì nó tiện hơn ha. Đấy, làm cái nào cũng được, nếu mà mình dựng lên thì lát nữa mình cũng phải tốn thêm một cái lệnh cắt bỏ đi. À thì thôi lát nữa vẽ sau cũng được, đúng không? Cái nào vẽ gộp được thì gộp, cái này gộp được không? Gộp được. Dựng lên 20 rồi cái này dựng lên 40 là xong hả? À vậy thì không phải lúc nào cũng phải vẽ gộp hơn, cái nào tiện thì mới vẽ, còn cái nào mà phải tốn thời gian thêm một hai lệnh nữa thì thôi ngưng nó. 50 40 cố gắng. Mọi người khi mà mới giai đoạn đầu khi mà tập vẽ ha, cố gắng sử dụng phím tắt chuột tắt nhiều vô. À, chứ hồi xưa mình khi mà mình học ha, mình làm á, mình không có nhớ, mình không có biết, gọi là không biết chứ không phải gọi là không nhớ, không có dùng chuột tắt phím tắt, nên là một thời gian cái mình cứ sử dụng bằng lệnh đồ này nọ này với lại phím tắt thôi chứ không có sử dụng chuột tắt nhiều. Đó, xong rồi về sau cái bị quen bị lậm đó, thì nó lại dở. Đó, nên là mọi người cố gắng dùng phím tắt chuột tắt nhiều vô. Rồi có còn bị gộp đây không? Không, như nãy mình nói rồi ha. Đó, mình kết thúc sketch để mình dựng khối luôn. Thì cái đây mình dựng lên là 20, cái kia dựng lên 40 là xong ha. 20. Rồi, chọn lại thằng đây. Dựng lên 40 nữa. Lại ha. Dựng lên 40 nữa là xong. Rồi đúng không? À, thì bắt đầu qua bên mặt bên này. Mở convert là hai thằng này. Đúng không? Rồi. Kẻ tâm đường la nữa là xong. Ít chút nữa là xong. À, nó tiết kiệm hơn à, chứ không thay lát nữa nếu mà mình làm cái kia thì mình đường này cũng phải thêm một cái lệnh đi chứ kết hết đấy. Rồi gì là xong, quá đẹp, ngon lành cành đầu. Ok ha, rồi vậy là mình hoàn thiện xong luôn cái bài 39 cho ha. Rồi tiếp tục chương trình quảng cáo, ai chưa vào cơ group này của mình thì nhớ vào nội dung tài liệu khóa học hoặc là những cái hỗ trợ gì đó. À, liên quan đến về SolidWorks mình đều đăng lên trên group này hết. Thì mọi người vào trong group này nhớ search vào cái ô này, search vào thang SolidWorks hoặc kích về bất kỳ một cái thang nào trong này đó, để dẫn tới cái đường link nó sẽ cung cấp thêm nhiều cái tài liệu trong này hơn mọi người. À, mỗi cái tài liệu mình trên này thì đều là sưu tầm, đều là sưu tầm và có cái của mình, nên là mọi người cứ việc tha hồ mà tận dụng sử dụng ha. Ok, mục đích cuối cùng vẫn là cố gắng xây dựng một cộng đồng SolidWorks nó hùng mạnh thôi ha. Rồi còn lại các video khóa học đồ này nọ thì mình sẽ đăng lên trên group này. Ok ha. Thì ở đây mình sẽ tập trung đăng về các video và bài tập nha. Ở trong đây nó có một cái video đây nè, đó, một video buổi học đầu tiên, buổi học số 1 để mọi người tham khảo cái nội dung học nó sẽ như thế nào nha. À, thì đây cũng là một cái buổi cũng khá quan trọng về cái setup lại về cái giao diện và cài phím tắt chuột tắt đồ này nọ để mọi người sử dụng ha. Thì cố gắng gọi là template á, xây dựng cái template của mình ha. Thì mọi người cũng nên vào đây để cài đặt lại cái giao diện, cái template, cái SolidWorks của mình cho nó chuyên nghiệp ha, sử dụng cho nó bài bản. Ok, nhớ coi video bài này, video buổi 1 ha. Rồi giới thiệu khóa học đồ này nọ này trong này có đầy đủ rồi, nhớ vào follow cái kênh YouTube của mình ha. Rồi quay lại, vậy là mình đã hoàn thiện xong cái bài 39.